Đây là hình ảnh thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Những trận bão tuyết cách đây hơn một tuần đã nhường chỗ cho nắng ấm. Phố xá ngày càng đông đúc, dù phần đông công chức vẫn còn làm việc tại gia, chưa trở lại công sở. Và nhiều hoạt động kinh doanh vẫn còn hạn chế để đề phòng sự lây lan của virus corona. Người dân thủ đô muốn tranh thủ những ngày nắng ấm đầu xuân này để tham gia vào các sinh hoạt ngoài trời, dù có thể chỉ là một ly cà phê hay một bữa trưa trên ban công của một nhà hàng nào đó sau một mùa đông khắc nghiệt và bị dịch bệnh COVID trói chân trong nhà. Thực tế thì mùa đông tại khu vực thủ đô Washington DC thường không kéo dài, bắt đầu từ đầu tháng 1 cho tới cuối tháng 2. Và khi tháng 3 đến thì thời tiết bắt đầu nắng ấm dần lên. Vào thời điểm này thì thời tiết tại khu vực thủ đô Washington DC đã bắt đầu rất là ấm áp. Mặc dù vừa trải qua một mùa đông có nhiệt độ thấp và nhiều cơn bão tuyết, người dân tại khu vực thủ đô Washington DC đã bắt đầu chào đón cái nắng ấm của mùa xuân bằng những hoạt động ngoài trời. Thông thường bắt đầu từ thời điểm này vào mỗi dịp cuối tuần, thường có nhiều hội chợ triển lãm nghệ thuật ngoài trời được tổ chức tại các khu dân cư khác nhau ở thủ đô nước Mỹ để phục vụ công chúng. Các gia đình có thể tới những hội chợ này để thưởng thức nghệ thuật và tìm mua cho mình những tác phẩm ưng ý với giá thành vừa phải, thường là hạ hơn so với tại các phòng triển lãm. Đi hội chợ nghệ thuật dịp đầu xuân cũng là thói quen của nhiều gia đình người dân địa phương. Năm nay do dịch bệnh COVID, thói quen này hiện vẫn chưa thể được thực hiện, dù tiết trời đã trong xanh và ấm áp. Mặc dù năm nay do dịch bệnh COVID-19 thì những chương trình lễ hội cũng như là giới thiệu nghệ thuật ngoài trời đã phải hủy bỏ. Tuy nhiên, người dân tại khu vực thủ đô Washington DC vẫn có thể hưởng cái nắng ấm của mùa xuân bằng cách đi thưởng thức cà phê hay ăn một bữa ăn ngoài trời, hoặc đơn giản là đi những phiên chợ nông sản vào dịp cuối tuần trong những ngày nắng ấm. Các khu chợ nông sản tươi vào thời điểm này đã thu hút khá nhiều người quay trở lại mua bán. Vào mùa xuân năm ngoái, các chợ nông sản như thế này đã phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian hạn chế ra đường vì dịch bệnh COVID. Nhưng hiện nay, họ hoạt động lại với biện pháp hạn chế số người vào mua bán cùng một lúc. Và không ít người vì thế cũng sẵn sàng bỏ thời gian xếp hàng để có được những món hàng nông sản tươi từ các trang trại ngoại ô mỗi dịp cuối tuần. Thank you.